Đại Bạch Cảnh Huyền đã sẵn sàng chưa? Đã xuất phát rồi. Được. Đội trưởng Lôi, cho tôi đi với. Cậu muốn làm gì? Tôi muốn tham gia hành động, tôi nhất định sẽ làm tốt. Quay về làm tốt việc của mình đi. Không quay về thì phải chịu phạt. Xuất phát. Sao vậy? Tôi cũng muốn tham gia hành động lần này. Sẽ có cơ hội thôi mà. Đúng rồi, cục trưởng. Đây là báo cáo chuyển đơn vị của tôi. Tôi đã viết xong rồi. Tôi hy vọng có thể chuyển vào đội cảnh sát hình sự. Hy vọng anh có thể phê duyệt. Mở cửa ra. Đại Bạch, cậu kiểm tra xem. Vâng. Cầm lấy. Tôi chỉ giao hàng thôi, tôi không biết gì cả. Đội trưởng, tìm kỹ thêm nữa đi. Phim được Đại Bạch, có, đến đây xem thử đi. Vâng. Tiểu Lý, vâng. Nhận lấy. Đội trưởng, anh xem. Đưa hắn đi. Đi. Những người khác tiếp tục tìm kiếm. Vâng. Nhìn xem, một cái bao to. Đội trưởng, chúng ta rút thôi. Có chuyện gì vậy? Mời anh xuống đây phối hợp điều tra với chúng tôi một chút. Dựa vào cái gì chứ? Sao cảnh sát có thể tùy tiện bắt người chứ? Ý tôi là mời anh xuống đây và hợp tác điều tra với chúng tôi. Mời anh xuống xe. Nhanh lên. Xin hỏi anh đến thành phố của chúng tôi để làm gì? Tôi đi công tác. Anh làm ngành nghề gì? Tôi kinh doanh tư nhân thuốc lá và rượu vang nổi tiếng ở Chiết Giang. Đây là số điện thoại của giám đốc công ty chúng tôi. Anh gọi điện là biết ngay thôi. Đi xác minh đi. Vâng. Làm gì vậy? Anh pha trà gì đây?
Cha kỳ tử. Anh đang làm gì vậy? Sao lại đổ hết ly? Đổ xong thì tôi pha cho anh bình mới. Đây là cái gì? Đưa hắn đi. Đội trưởng, mấy tên tội phạm này càng ngày càng danh ma. Đội trưởng, sao anh biết trên chiếc xe thứ hai cũng có ma túy? Linh cảm. Rất ít tài xế xe khách muốn đi sau xe tải hoặc xe chở hàng. Tôi nghĩ chiếc xe phía trước chắc chắn là để che mắt. Hàng chắc chắn là ở phía sau. Diệp tử, sau khi quay về lập tức đem đi kiểm nghiệm. Tôi cảm thấy lô hàng này bất thường. Bất thường sao? Đúng vậy, mọi người nghĩ xem. Hàng ít như vậy mà lại có bảo vệ hai lớp. Bên trong nhất định có vấn đề. Đại Bạch, quay về lập tức đi thẩm vấn. Vâng. Không có ai. Sao lại không có người ở đây? Hay là người ở chỗ đội trưởng Lôi cả rồi? Có vẻ như chúng ta lại để hụt rồi. Cũng không biết bên đội trưởng Lôi như thế nào rồi. Đã chết rồi. Này, đứng lại. Tiểu Vương, thằng nhóc kia không có súng mà dám đuổi theo à? Thành Nghiệp chết rồi, cậu đi xem hiện trường đi. Để tôi đuổi theo. Hai cậu lên đó trông đi. Vâng. Đội trưởng Lôi, ở đây có án mạng, xin chi viện gấp à? Diệp Tử, Diệp Tử, không được chạy, không được chạy. Diệp Tử, tôi bắt được một tên. Đúng. Tôi đang ở trong công trường. Cô đến đây nhanh đi. Sa Thành, Sa Thành. Tiểu Vương, cậu mau đuổi theo đi. Chạy theo hướng đó. Vậy các cậu cẩn thận nhé. Cậu không bị thương chứ? Không sao, không sao. Đây là Sa Thành, lần đầu tiên nhìn thấy nghi phạm chạy trốn trước mặt mình. Cảm giác rất thất vọng, nhưng lại chẳng làm gì được. Buồn chán hơn là lần đầu tham gia đội cảnh sát hình sự thực hiện nhiệm vụ bắt giữ những kẻ buôn bán ma túy thì lại thất bại. Tiểu Vương, cho tôi hỏi một chút, đường số 24 ở đâu?
Đi theo hướng đó là được. Bên kia phải không? Bên đó, cảm ơn. Chàng trai cậu tìm ai đó? Xin chào, xin hỏi có phải Lưu Đại Trí sống ở đây không? Phải, đúng vậy. Nhưng anh đến muộn một bước rồi, anh ta không còn ở đây nữa, không ở đây nữa. Đúng vậy, tôi là chủ nhà của anh ta, hôm qua anh ta vừa trả phòng, đi mất rồi. Vậy cô có biết anh ta đi đâu không? Không rõ lắm. Có lẽ đã về quê rồi. Cảm ơn cô. Khi biết được Lưu Đại Trí vừa được thả khỏi đội cảnh sát hình sự thì vội vàng rời đi. Sa Thành lập tức nhạy cảm nhận ra trực giác của anh ấy có thể đúng. Đằng sau người đàn ông này phải có một bí mật nào đó. Lúc này, một ý nghĩ nhanh chóng lóe lên trong đầu Sa Thành. Không thể để hắn chạy trốn như vậy. Alo, Diệp Tử. Vụ án Ngô Sương Sương có thể có manh mối rồi. Cô mau đến trạm xe lửa đi. Lưu Đại Trí có thể đang chạy trốn. Được, tôi hiểu rồi. Sa Thành, tìm thấy anh ta chưa? Không thấy. Chúng ta vào trong tìm đi, đi thôi. Chúng ta chia ra tìm đi. Cậu đi bên kia, tôi đi bên này. Được, cẩn thận đấy. Đội trưởng Lôi, sao anh lại ở đây? Cậu trai trẻ, kiên nhẫn đi. Cậu như vậy rất dễ bị hắn phát hiện. Nhưng bây giờ không bắt được hắn, không phải sẽ để hắn chạy mất sao? Ai nói hắn sắp đi? Tôi dám nói, anh ta không đi nhanh như vậy. Đội trưởng Lôi, hình như anh ta đang chờ ai đó. Đúng vậy, chắc chắn là một người rất quan trọng, hoặc một cái gì đó rất quan trọng. Kiên nhẫn chờ đợi, nếu lúc này cậu tùy tiện ra tay, rất có thể sẽ phá hỏng manh mối vô cùng quan trọng này. Anh nói không sai. Hình như có người đến. Anh ta không phải là tên pha chế rượu hay sao? Pha chế rượu? Sao giờ anh mới đến? Kẹt xe. Không sao chứ? Không sao, rất tốt. Ở đây nhiều người, lát nữa hành động cẩn thận. Dạ được. Theo tôi. Tất cả đều ở đây, cầm lấy đi. Nhớ kỹ, phải thật cẩn thận. Cảnh sát, mau chạy đi. Tôi đi bên này, mau dí theo. Đứng lại. Nhanh nào. Đội trưởng, anh không sao chứ? Không sao. Đừng bắn. Cẩn thận bắn trúng mọi người. Tên này vẫn còn sống. Diệp Tử, mau lên, mau gọi điện. Trung tâm cấp cứu phải không? Có người bị thương, xin hãy nhanh chóng đến đây. Hey.
Đội trưởng Lôi, tôi là Sa Thành. Lưu Đại Trí đã được đưa đến phòng phẫu thuật rồi. Đúng vậy, anh yên tâm. Tôi sẽ đứng ở cửa và không rời đi. Có chuyện gì tôi sẽ gọi cho anh ngay lập tức. Tôi biết tên nhân viên pha chế của Vũ Trường Hải An. Tôi lập tức phái người đi bắt hắn. Tôi tin rằng sẽ sớm có tin tức. Còn về Lưu Đại Trí, có người muốn giết anh ta. Hãy bảo vệ anh ta cẩn thận. Đừng tùy tiện hành động nữa. Được rồi, cứ như vậy đi. Đội trưởng, báo cáo xét nghiệm đã có rồi. Đó là ma túy có nồng độ cao, có thể là thứ dẫn đến cái chết của Ngô Sương Sương. Tôi đoán không sai chứ. Nguồn gốc quả nhiên là ở Vũ Trường Hải An. Diệp Tử, lập tức xin lệnh khám xét. Vâng, đội trưởng. Chỉnh cho cái đèn này tối thêm chút đi, nhẹ nhàng một chút. Các vị, chúng tôi vẫn chưa mở cửa. Cảnh sát đây. Đây là lệnh khám xét. Nhân viên pha chế đâu? Có phải các anh đang nói Lý Tiểu Đông không? Hắn đang ở phía sau. Tôi đưa các anh đến đó. Mời. Mời các anh. Chính là ở đây. Tiểu Đông, cảnh sát đến tìm anh. Vậy chúng ta đi thôi. Vào đi. Đội trưởng, về nhanh như vậy sao? Chúng tôi đã đem anh ta về rồi. Hành động rất nhanh chóng. Chủ yếu là bản thân anh ấy rất hợp tác. Đi thôi, đi xem thế nào. Tôi nghe Diệp Tử nói anh rất hợp tác với chúng tôi. Đúng vậy. Con người tôi rất cởi mở. Nếu đã bị các anh nhìn thấy rồi thì tôi cũng không cần phải chạy trốn nữa. Có chạy thì cũng không chạy được. Chạy trốn là chết. Ngồi chờ chết cũng là chết. Vậy bây giờ tôi sẽ hỏi cậu hay cậu tự nói ra. Nếu đã ngồi ở đây rồi thì cũng không giấu gì hai vị cảnh sát nữa. Tôi sẽ tự nói ra. Diệp Tử, ghi lại đi. Nói đi. Tôi muốn biết trước Lưu Đại Trí bây giờ anh ta thế nào rồi. Lưu Đại Trí bị một người đi xe máy tông, bây giờ đang ở bệnh viện. Tôi e rằng đây không phải là một tai nạn đơn giản. Anh muốn nói gì thì cứ trực tiếp nói ra đi, không cần phải vòng vo nữa. Chính mắt tôi thấy anh đưa cái túi này cho Lưu Đại Trí. Chúng tôi tìm thấy tiền mặt bên trong, còn có ma túy nữa. Sao anh lại đưa những thứ này cho anh ta? Số ma túy này là ai đưa cho anh? Thật ra tôi biết, bản thân đã làm rất nhiều việc, sớm muộn gì cũng có ngày bị bại lộ. Làm sao có thể giấu lâu đến như vậy? Tôi cho anh ta những thứ này bởi vì tôi lợi dụng anh ta. Cha của Lưu Đại Trí ở quê bị bệnh, vì vậy tôi đã hứa với anh ta, nếu anh ta giúp tôi khai man, tôi sẽ cho anh ta một khoản tiền để anh ta về quê khai man mà anh đang nói. Có phải là nói đến vụ án của Ngô Sương Sương? Đúng vậy. Nhưng thật ra Ngô Sương Sương và Thôi Thành Nghiệp đều là do tôi phái người giết. Hai người đều bị anh giết sao? Sao anh lại làm thế? Đôi khi giết người là một sự bất đắc dĩ. Thật ra tôi không muốn giết nhiều người như vậy. Nhưng các anh biết đấy, một khi đã phạm sai lầm thì càng sai nhiều hơn để che đậy tội lỗi. Kết quả là sai lầm chồng chất. Ngày đầu tiên mà tôi chọn buôn bán ma túy, tôi đã không còn lựa chọn nào khác. Giết Ngô Sương Sương là vì cô ta muốn ở bên Thôi Thành Nghiệp, nên cô ta muốn tôi giết Dung Nhi. Nếu không, cô ta sẽ đem bằng chứng phạm tội của tôi giao cho cảnh sát. Anh nói xem, loại người có kiểu suy nghĩ như vậy, tôi có thể để cho cô ta sống sao? Còn Thôi Thành Nghiệp thì tôi quá hiểu anh ta. Nếu đã giết Ngô Sương Sương, làm sao tôi có thể để lại một người sống để tìm ra sự thật về cái chết của cô ta? Hơn nữa, vì chuyện của Dung Nhi và Ngô Sương Sương, anh ta sớm đã trở thành mục tiêu quan trọng của cảnh sát. Anh ta biết quá nhiều bí mật của tôi, cho nên anh ta còn sống trên đời này một ngày, tôi sẽ không an toàn. Vì thế nên anh giết Thôi Thành Nghiệp. Anh muốn lợi dụng Lưu Đại Trí làm vật thế thân trong vụ án của Ngô Sương Sương, có đúng không?
Đúng vậy. Tôi cho rằng kế hoạch của mình đã rất kỹ lưỡng rồi. Không ngờ vẫn bị các anh bắt được tìm thấy lỗ hổng. Nếu muốn người ta không biết thì đừng làm gì cả. Tôi tin câu nói này. Vì vậy từ đầu tôi đã biết tôi nhất định sẽ gặp báo ứng. Chỉ là không nghĩ báo ứng sẽ tới nhanh như vậy. Tôi sẽ hỏi anh lần cuối, sao anh lại chọn con đường buôn bán ma túy này? Vì tiền. Tại sao tôi không thể trở thành người có tiền? Còn đường dây của anh thì sao? Bây giờ không khó để có được ma túy. Đường dây đó là khi tôi còn làm ở vũ trường Vân Nam quen biết. Khi cần hàng thì tôi sẽ gọi điện. Số điện thoại là gì? Không ai trả lời. Đánh giá từ số lượng ma túy hiện tại, tên Lý Tiểu Đông rất đáng tin. Từ hàng loạt hành động của anh ta có thể thấy, rất có thể là một băng đảng ma túy rất lớn. Ý của anh là có người đứng sau anh ta? Phải. Không chỉ có người đứng sau, hơn nữa tôi nghĩ có thể là một tổ chức tội phạm lớn. Lý Tiểu Đông này chỉ là một con tốt mà thôi. Bác sĩ, tình hình của bệnh nhân thế nào rồi? Anh yên tâm đi, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Vậy là anh ta không còn vấn đề gì nữa, phải không? Cũng không chắc. Bây giờ vừa mới phẫu thuật xong, cần nghỉ ngơi. Nhưng não của anh ta bị chấn động mạnh. Tạm thời còn cần quan sát một thời gian nữa, chưa thể đưa ra phán đoán ngay lập tức. Như vậy khi nào anh ta có thể tỉnh lại? Cái này thì không dám chắc. Phải tùy thuộc vào thể chất của mỗi người. Cảm ơn bác sĩ. Đội trưởng Lôi, không sao cả. Tôi canh giữ ở đây đợi đồng nghiệp đến rồi nói. Vâng. Đồng chí cảnh sát, khu vực bệnh nhân không thể sử dụng điện thoại. Cục trưởng, tôi vẫn còn chút chuyện liên quan đến vụ án, không phải chuyện riêng. Vâng, tôi biết rồi. Diệp Tử, Lý Tiểu Đông đã bị chúng ta bắt giam rồi. Bây giờ cái chúng ta cần nhất là bằng chứng. Cô tiếp tục điều tra, xem có manh mối gì không. Ngoài ra, tôi sẽ ra đường cao tốc, thành lập một trạm kiểm tra, không thể để ma túy đi ra khỏi thành phố. Vâng, thưa đội trưởng, vậy chúng ta đi thôi. Tốt. Phòng chăm sóc đặc biệt. Thời tiết hôm nay đẹp quá. Không phải là do trong lòng đang vui hay sao? Vụ án sắp kết thúc rồi, không uổng phí mấy ngày cố gắng. Cũng xem như là xứng đáng với những nạn nhân, xứng đáng với chính mình, cũng xứng đáng với mọi người. Nhưng vụ án này dường như sẽ không bao giờ kết thúc. Anh có bao giờ nghĩ đến việc lập gia đình không? Hãy tha cho tôi đi. Hơn nữa làm gì có ai muốn gả cho tôi. Tôi lấy cái gì để cưới người ta? Tôi có tiền hay là có thời gian? Hai cái này một cảnh sát hình sự như tôi đều không có, chỉ có nguy hiểm. Nhưng vẫn có rất nhiều người muốn làm cảnh sát hình sự đó thôi. Đúng rồi, cái tên Sa Thành đó, anh ấy rất muốn vào đội của chúng ta. Cậu ấy là một người tài giỏi, có khả năng tư duy, là một tố chất của một cảnh sát hình sự. Nhưng mà vẫn nên xem xét kỹ lưỡng. Đúng rồi, cái người tên Dung Nhi đó đang tiếp xúc với Sa Thành, có phải có vấn đề gì không? Có vấn đề gì vậy? Anh từ chối yêu đương, nhưng không thể yêu cầu người khác cũng giống anh. Cô nói đúng, tôi chấp nhận lời phê bình của cô. Anh đến thật đúng lúc. Tôi vừa kiểm tra bệnh nhân rồi, hồi phục rất tốt. Nếu điều trị tốt thì sẽ không có gì đáng ngại. Bây giờ anh ấy đã được chuyển đến phòng quan sát rồi. Cảm ơn cô, vậy để tôi đi thăm anh ấy. Bác sĩ, bệnh nhân không ổn rồi. Liễu, anh nói gì vậy? Cái gì Liễu, cái gì? Anh muốn nói gì? Ở dưới cây liễu, anh nói cái gì?
Cây liễu, bệnh nhân không ổn rồi, mau xem thử đi. Lưu Đại Trí lại bị ám sát một lần nữa. Một lần nữa lại khiến vụ án này trở nên bế tắc. Cũng đồng nghĩa với việc phía sau tên pha chế rượu Lý Tiểu Đông vẫn còn một hoặc rất nhiều tên tội phạm nữa. Nào, mời cô. Đây là phòng của Tiểu Đông. Thì ra tên này đang dùng ma túy. Thảo nào lại làm ra chuyện này. Tại sao lại đốt đồ ở nhà? Tôi không biết nữa. Bác sĩ, bệnh nhân thế nào rồi? Cuối cùng cũng qua được giai đoạn nguy hiểm rồi. Cảm ơn cô. Bệnh nhân đang trong thời gian nguy kịch. Nếu lần sau lại xảy ra tình huống như vậy, chúng tôi không thể đảm bảo lần nào cũng may mắn như vậy. Cảm ơn bác sĩ. Lần này là sơ suất của chúng tôi, lần sau tôi sẽ chú ý. Dưới cây liễu. Dưới cây liễu gì đây chứ? Sa Thành, chúng tôi đến rồi đây. Anh về trước đi. Được. Các anh phải trông chừng anh ta cẩn thận. Vừa rồi có người đến mưu sát anh ta. Tôi biết rồi, tôi đã để người canh gác ở hai đầu hành lang rồi. Vậy tôi đi đây. Cái gì, có người đột nhập vào bệnh viện sao? Vâng, người đó giả làm bác sĩ. Gần như đã thành công rồi. Sa Thành, phái thêm người đi canh gác. Diệp Tử, cô thông báo cho mọi người đề cao cảnh giác. Nếu lần này họ không thành công, tôi tin rằng bọn chúng sẽ làm một lần nữa. Có vẻ như kẻ đứng sau vụ này đang tự bảo vệ mình, còn muốn giết người diệt khẩu nữa. Tôi e rằng bằng chứng bọn chúng muốn tiêu hủy không chỉ có bấy nhiêu, còn gì nữa. Tôi vừa đến ký túc xá của Lý Tiểu Đông. Tôi tìm thấy ở trong ngăn kéo của anh ta một lượng nhỏ ma túy và ống tiêm. Nhưng tôi nghĩ đó là một sự che mắt. Bởi vì nếu Lý Tiểu Đông thực sự là một người nghiện ma túy, anh ta sẽ lên cơn nghiện trong vòng 5-6 tiếng. Nhưng anh ta vẫn có vẻ rất bình thường. Diệp Tử, chúng ta không thể chỉ dựa vào phỏng đoán. Cô lập tức đến trung tâm cai nghiện, mời một bác sĩ có kinh nghiệm đến xem nhé. Vâng. Còn nữa, tôi tìm thấy trong phòng của anh ta có dấu vết của vật gì đó đã bị đốt cháy. Tôi nghĩ anh ta đang che giấu điều gì đó. Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy rất kỳ lạ. Nếu Lý Tiểu Đông đã trốn thoát rồi, tại sao lại quay lại? Ngay cả những lý do anh ấy nói, thật khó để làm người ta tin tưởng. Không tệ nha, không ngờ anh cũng biết phân tích tình huống. Diệp Tử, hình như cô đã có lời giải thích hợp lý rồi. Trước khi không có bằng chứng chắc chắn, tôi không dám kết luận. Nhưng tôi đã chạm vào cái chậu rửa mặt đó, thấy vẫn còn ấm ấm. Vì vậy tôi nghĩ rất có thể là ai đó muốn vào và tiêu hủy bằng chứng. Nếu đúng như vậy, Lý Tiểu Đông nhất định là một quân cờ mà bọn chúng ném ra. Đó là điều tôi muốn nhắc nhở các cậu. Xem ra từ vụ án này, không phải chỉ là bọn Tép Diêu hoặc là trùng hợp. Những kẻ buôn bán ma túy đã hình thành một mạng lưới trong thành phố của chúng ta rồi. Bọn chúng đã dùng thủ đoạn thì tốt giữ xe để làm chúng ta bối rối. Còn chúng ta, bất kể là xe hay là tốt, thì đều phải tiêu diệt. Hơn nữa, còn phải loại bỏ tên cầm đầu của bọn chúng. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Tiếp theo chúng ta phải tìm cách bảo vệ manh mối, bảo vệ con tin, đặc biệt là Lưu Đại Trí và Dung Nhi.
Hướng điều tra của chúng ta sẽ thay đổi. Phải thắt chặt bên trong và thả lỏng bên ngoài. Tìm cách khiến bọn chúng mất cảnh giác, trở lại hoạt động. Như vậy, chúng ta mới có thể bắt được toàn bộ bọn chúng. Tôi nghĩ chuyện này có liên quan đến vũ trường Hải An. Đầu tiên, Thôi Thành Nghiệp và Ngô Sương Sương đã xảy ra mâu thuẫn ở đó. Hơn nữa, tên Lý Tiểu Đông đưa đồ cho Lưu Đại Trí cũng là nhân viên ở đó. Người vừa nãy đưa tôi đi xét nhà của Lý Tiểu Đông là ông chủ ở đó. Tôi nghi ngờ anh ta đã vào trước khi tôi vào phòng đốt một cái gì đó. Ông chủ đó tên là gì? Họ Vương tên là Vương Hiển Thành. Tốt, vậy bây giờ tập trung vào Vương Hiển Thành. Nhưng tôi và mấy người Tiểu Vương đã bại lộ thân phận trước mặt anh ta rồi. Không sao cả, tôi sẽ bảo Đại Bạch đến đó điều tra. Ngoài ra, tôi muốn đích thân gặp ông chủ này. Xin hỏi ngài dùng bữa hay là thuê phòng? Tôi tìm bà chủ của các cô. Vâng, xin ông đợi một chút. Giám đốc Vương, chào anh, chào mừng anh đến đây. Chào cô, đi thôi, đến phòng khách uống chút gì đó đi. Không cần đâu, chúng ta nên đến phòng làm việc của cô luôn. Vậy được, mời đi bên này. Đây là tiền cọc. Tôi muốn thuê vũ trường trong khách sạn của cô. Sao anh biết? Tôi nhất định sẽ cho anh thuê chứ. Tiền. Giá tôi đưa cho cô chắc chắn sẽ khiến cô lay động. Một năm, 3 triệu. Theo tôi biết, khách sạn của cô tuy quy mô không nhỏ, nhưng kiếm tiền chỉ có nhờ vào khách sạn và nhà hàng Trung Quốc. Ông chủ Vương hiểu rất rõ. Vậy thì tôi nghĩ anh cũng biết rất rõ. Khách sạn của chúng tôi là do đội ngũ Hồng Kông quản lý, mô hình kinh doanh thống nhất, tập trung vào tiếp thị tổng thể và lợi nhuận. Vậy số tiền đến tay, ít nhất, anh phải để tôi hỏi trụ sở chính và ban giám đốc ở Hồng Kông. Cũng được. Ông chủ Vương, chi phiếu của anh. Chúc anh kinh doanh phát đạt, tiền vô như nước. Cô cũng thế. Hồng Kông, Trung Quốc. Anh Khôn, anh có nhã hứng thế. Cậu phái người đến Đâm Giang rồi sao? Đúng vậy. Là một số chuyện kinh doanh. Hình như không phải. Nếu tôi không nhầm, người của cậu to gan thật đó. Sao vậy? Cậu ta đắc tội với anh sao? Nếu cậu ấy thật sự đắc tội với anh, tôi sẽ dạy cho hắn một bài học. Cái đó thì không cần. Tôi nói cậu này, tốt nhất là đưa cậu ta về ngay. Bên kia kiểm tra gắt lắm. Phải biết là bất kể cậu làm gì, ở đâu, chúng ta đều phải làm việc cho xứng với bộ cảnh phục này. Quốc huy đại biểu cho sự ủy thác của Tổ quốc. Cái khiên và trường thành đại diện cho trách nhiệm của mỗi cảnh sát chúng ta. Vì vậy, mỗi người cảnh sát chúng ta tất cả đều phải tham gia vào cuộc đấu tranh này. Vâng thưa cục trưởng. Tốt lắm. Chúng ta cùng nhau nỗ lực loại bỏ ma túy ra khỏi xã hội yên bình của chúng ta. Vâng. Cục trưởng, anh yên tâm. Tôi sẽ tìm ra nguồn gốc của ma túy. Vâng. Đội trưởng, kết quả xét nghiệm có rồi ạ. Thành phần của hai gói đó về cơ bản thì giống nhau, là một loại ma túy đá mới. Các thành phần và định lượng cụ thể vẫn đang được xử lý. Thảo nào cảnh quyền không ngửi ra được. Bên Đại Bạch thẩm vấn thế nào rồi? Đi thôi, chúng ta đi xem thử. Giả vờ gì nữa hả? Nói mau. Hàng đến từ đâu? Từ Bắc Sơn chuyển qua. Chuyển qua. Lấy hàng ở đó dễ như vậy sao? Nói là hàng mới. Để mọi người thử trước. Thử sao? Cậu nghĩ đó là trà à? Đó là ma túy. Tôi biết. Tôi chỉ nghĩ là
Miễn là không phải bột trắng, bắt được thì tội danh cũng nhỏ hơn một chút. Tội gì thì cũng là chuyện của cảnh sát. Điều này vẫn phải xem biểu hiện của anh. Được, được. Tôi khai, tôi chắc chắn sẽ khai hết. Anh nói đi. Lại là bác Sơn. Đúng vậy. Gần đây tôi đã phá mấy vụ án. Cho dù đó là ma túy đá hay heroin, số ma túy này đều đến từ Bắc Sơn. Tiếp theo anh định sẽ làm gì? Tôi định đi Bắc Sơn một chuyến. Đi Bắc Sơn sao? Sau khi anh đi, việc trong cục thì ai phụ trách đây? Tôi để Đại Bạch ở lại, cũng được. Sau khi đến đó, nhất định phải liên lạc và tăng cường hợp tác với các đồng chí ở đó. Công tác phòng chống ma túy luôn là một ván cờ. Xã hội bây giờ là mở cửa hội nhập và lưu động. Chúng ta không thể chỉ quan tâm đến địa phận của mình. Tôi đã liên hệ với sở tỉnh và tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế, thông báo ở đây phát hiện loại thuốc mới. Anh định đi cùng với ai? Tôi muốn đưa Tiểu Vương đi. Đến đó chúng ta sẽ thám thính tình hình trước. Nếu muốn hành động, còn phải dựa vào sự hợp tác của cảnh sát địa phương. Thằng nhóc này, ở trước mặt tôi, đừng làm ra cái vẻ tuân thủ kỷ luật đó. Sau khi đến đó, thì lại vô pháp vô thiên. Cục trưởng, nếu không thì, anh thử người theo dõi. Tôi 24 giờ đi. 24 giờ sau, ảo tưởng. Tôi đây sẽ tìm cho anh một người vợ. Tôi không có ý kiến gì đâu. Này, nhưng các anh nhất định phải chú ý an toàn. Được. Chào. Diệp Tử, tối nay chúng ta cùng đi xem Harry Potter đi. Phim thiếu nhi mà. Cậu đi xem một mình đi. Nếu không thì đi xem Quái Thú Trỗi Dậy đi. Đây không phải vẫn là phim thiếu nhi sao? Còn không bằng về nhà sớm xem TV đi. Liên quan gì đến anh? Tiểu Vương. Dạ, đội trưởng. Đội trưởng, cậu sắp xếp đi công tác với tôi. Vâng. Đại Bạch à, tôi đi vắng, mọi chuyện do cậu phụ trách. Vâng. Đội trưởng, còn tôi thì sao? Cô còn chưa đủ bận rộn công việc ở cục hay sao? Bà ơi, bà đã nói với con bao nhiêu lần rồi? Đừng đến tìm ba trong giờ làm việc, ảnh hưởng không tốt. Con muốn hỏi ba, đội trưởng Lôi đi công tác có phải là đi điều tra vụ án ma túy đá không? Chuyện này có liên quan gì đến con? Con cũng muốn đi. Đây là sự sắp xếp của đội con. Chắc chắn ba đã nói gì đó với đội trưởng Lôi, cho nên anh ấy không cho con điều tra những vụ án lớn. Đúng vậy. Con đã tốt nghiệp trường cảnh sát nhiều năm rồi. Là ba không cho con vào đội cảnh sát hình sự. Nhưng bây giờ con đã trở thành một cảnh sát hình sự rồi, thì ba không thể can thiệp vào vụ án của đội con nữa. Vậy thì tốt quá. Ba để con đi điều tra cùng với đội trưởng Lôi đi. Lôi Đình không cho con đi là có lý do của cậu ấy. Nhưng anh ấy chắc chắn sẽ nghe lời khuyên của ba mà. Một lần thôi mà. Không được. Nào, ba gọi cho đội trưởng Lôi đi. Con, một lần thôi mà. Mau lên đi ba. Con đó thật bó tay với con mà. Đội trưởng, ở đây còn không bằng chỗ chúng ta. Tiểu Vương, con người cậu sao lại tự cao thế hả? Chỗ chúng ta, mặc dù không bằng Thượng Hải và Hồng Kông, nhưng sự phát triển hàng năm tốt hơn chỗ này, nhiều phải không? Tiểu Vương, càng là như vậy, càng phải đề cao cảnh giác. Bọn tội phạm đang tìm kiếm các khu vực phát triển kinh tế, tiến hành hoạt động buôn bán ma túy. Đội trưởng, bọn chúng đến tên nào thì chúng ta bắt tên đấy. Chúng ta đến khách sạn trước hay là đến phân cục? Tìm một nơi để nghỉ trước đã, sau đó liên lạc với họ sau. Vâng. Đội trưởng, chúng ta ở đây sao? Tôi tàn quá đi. Sao thế, cậu không hài lòng mà? Tôi nói cậu biết. Đừng quên, chúng ta đều là cảnh sát. Tiền chúng ta dùng là tiền thuế. Ngồi xe cả ngày rồi, mọi người cũng mệt rồi. Đi đi. Mua một con gà quay đi, đem đồ ăn đến đây, không phải chứ? Này, đâu có nói cậu dùng tiền của mình. Ý của đội trưởng là anh ấy mời. Đúng vậy, tôi mời. Mau đi đi. Tôi nói cậu biết, tôi còn có một chai rượu ngon nữa. Diệp Tử, an toàn của đội trưởng. Cậu yên tâm đi. Bây giờ ai mà chú ý đến chúng ta chứ? Được. Đi mau về mau nhé. Diệp Tử à, nếu không phải vì sự kiên trì của ba cô, tôi tuyệt đối sẽ không để cô đi. Đội trưởng, tôi nhất định sẽ thể hiện thật tốt. Diệp Tử, cô đừng gấp. Trước tiên cô cho tôi biết đặc điểm của ma túy đá là gì. Ma túy đá là methamphetamine, là tinh thể màu trắng tinh khiết, bề ngoài như đá, cho nên gọi là ma túy đá. Trung Quốc không sản xuất loại thuốc này.
Nó cũng bị nghiêm cấm sử dụng trong lâm sàng. Nước ta liên quan nhiều đến vụ án ma túy đá này. Tất cả đều liên quan đến các băng đảng ma túy ở nước ngoài. Những năm gần đây, cơ quan công an ở Quảng Đông, Phúc Kiến và những nơi khác của nước ta triệt phá tổ chức tội phạm nước ngoài sản xuất bất hợp pháp và các vụ án buôn lậu và tiêu thụ ma túy, thu giữ một lượng lớn thuốc bán thành phẩm và các công thức hóa học. Một số nhà máy chế biến ma túy ngầm ở các tỉnh, thành phố ven biển Đông Nam nước ta đã bị hủy. Bây giờ, chúng ta phải làm mọi cách để loại ma túy mới này không thể đi vào được thành phố của chúng ta. Hiện nay có rất nhiều người trẻ giàu có đều đang tìm kiếm loại ma túy mới này để tìm kích thích. Phòng 302 ở đâu? Đi lên, phòng thứ 2 từ dưới lên. Có khoảng mấy người ở đó? Diệp Tử, dưới này có biến. Đi thôi. Không được cử động. Gan cũng to lắm. Cảnh sát mà cũng dám động đến. Đừng hiểu lầm. Chúng tôi cũng là cảnh sát. Sao? Các anh cũng là cảnh sát? Hả? Ồ. Cục trưởng Khương, không phải đã nói mai sẽ đến chỗ các anh sao? Sao hôm nay lại đến đây rồi? Vào trong đi. Được, được. Mời vào. Nào ngồi đi. Ngồi đi. Được, mời ngồi. Vẫn là nên nói thật luôn. Chúng tôi đến là bởi vì đến cục không tiện lắm. Sao lại không tiện? Cảnh sát trong nước đều là người nhà hết. Tiểu Vương, cậu để trưởng ban Lý nói xong đi. Dạ. Nào uống trà đi. Được, cảm ơn cô. Những năm gần đây, không biết vì sao các băng đảng ma túy nước ngoài nhìn chúng cái nơi nhỏ bé này của chúng tôi, còn thông đồng với một số tội phạm địa phương. Đối với các cơ quan công an và lãnh đạo của chúng tôi thì chống đối điều tra cho người theo dõi. Vì vậy, nghe nói các anh đến đây nên chúng tôi âm thầm qua đây, tránh để bọn tội phạm phát hiện ảnh hưởng đến công việc. Bọn chúng tạo phản rồi hả? Đây là sự thất trách của người lãnh đạo như chúng tôi, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn nữa. Tôi nghĩ rằng vấn đề là chúng ta phải có bằng chứng, đưa những kẻ buôn bán này ra trước công lý. Đúng rồi, anh kể cho chúng tôi tình hình của các anh đi. Theo như tôi biết, hiện có 4 nhóm buôn bán ma túy. 2 nhóm làm heroin và cần sa, 1 nhóm làm ma túy đá, nhóm còn lại làm thuốc lắc. Giao hàng và nhập hàng bây giờ đều ở khách sạn Bắc Sơn. Sao giống siêu thị thế? Sao các anh không đi bắt hết chúng đi? Bọn chúng rất xảo quyệt, nơi đó để giao dịch, nhưng giao hàng thì lại không chắc. Vậy chúng ta phái người đánh vào là được rồi. Càng khó nữa, đội điều tra ma túy và các đồng chí trong đội hình sự đều bị lộ cả rồi. Công việc rất khó triển khai. Vì vậy, khi nghe các anh đến đây, cục trưởng chúng tôi nói phải bảo vệ an toàn cho các anh. Nói như vậy thì lần này tôi phải gặp bọn chúng rồi. Không được, như vậy quá nguy hiểm. Đội trưởng, anh để tôi đi cho. Cục trưởng Khương, tôi không nói đùa đâu. Chúng ta phải nắm được thông tin trực tiếp, phải đột nhập vào nội bộ của những kẻ buôn bán ma túy. Tôi thấy thế này. Tiểu Vương, Trương Diệp, hai người hợp tác với cục trưởng Khương, làm tốt công tác bên ngoài, những lúc cần thiết có thể gọi đội đặc nhiệm. Vâng. Đội trưởng Lôi, anh đích thân đi sao? Như vậy thì quá nguy hiểm. Mọi người gọi tôi là đội trưởng Lôi, thực ra tôi cũng chỉ là một cảnh sát bình thường. Các anh nghĩ xem, tôi đã làm cảnh sát bao nhiêu năm rồi, tôi cũng có kinh nghiệm nhất định. Tôi cảm thấy chuyện này không thể chậm trễ. Nếu chậm trễ thêm một ngày nữa, sẽ có thêm nhiều người bị ảnh hưởng bởi ma túy. Tiểu Vương, cậu giữ hộ tôi những thứ này. Đội trưởng, vẫn là để tôi đi thì hơn. Tuân theo mệnh lệnh đi. Thực ra, lần này đi tôi cũng không nắm chắc tuyệt đối. Nếu để các cậu đi, tôi càng không yên tâm. Tiểu Vương, lúc tôi không có ở đây, có chuyện gì thì phải thương lượng với Diệp Tử. Nếu muốn hành động, nhất định phải chú ý an toàn, nhất định phải mặc áo chống nạn. Vâng, đội trưởng, tôi hiểu rồi. Đội trưởng, nhất định phải làm như vậy sao? Như vậy quá nguy hiểm. Ai bảo chúng ta là cảnh sát chứ? Đi thôi. Ngoan ngoãn đi. Nhanh lên. Thằng nhóc nhà cậu có thể bớt khiến chúng tôi lo lắng được không? Xin lỗi, tôi không đến đây để gặp anh. Vậy cậu tìm ai? Tôi tìm đội trưởng của các anh. Đội trưởng đi công tác rồi. Vậy
Tôi tìm cục trưởng. Này, này. Hay lắm. Muốn đi cửa sau đúng không? Xin lỗi, cục trưởng cũng không có ở đây. Cục trưởng không có ở đây sao? Đúng vậy. Anh ấy đi đâu rồi? Tôi không biết. Tôi khuyên cậu đừng tò mò. Anh trai, đi đâu thế? Đi Bắc Sơn du lịch. Anh từ nơi khác đến đúng không? Khách sạn ở chỗ chúng tôi rất nhiều. Hay là tôi giới thiệu cho anh một cái đang khuyến mãi nha. Không cần đâu. Tôi đã đặt phòng trước ở đó rồi. Từ việc tài xế bỗng nhiên trở nên im lặng, Lôi Đình biết được khách sạn nằm ở giữa thành phố này không phải là một khách sạn bình thường. Mặc dù khách sạn này đã lưu truyền rất nhiều truyền thuyết đáng sợ, nhưng nhân viên phục vụ và khách hàng ở đây dường như không để lộ nơi này có gì đặc biệt. Xin chào, ngài muốn đặt phòng sao ạ? Thăm một người bạn làm việc ở nhà máy hóa chất của các cô. Tôi cũng không phải cảnh sát, không cần anh báo cáo với tôi nhiều thế. Đưa chứng minh nhân dân cho tôi, ghi lại thông tin. Sao vậy, thuê phòng sao? Đúng vậy, ở tầng của anh đấy. Được thôi, nào để tôi cầm hành lý giúp anh. Mời đi bên này. Mời đi bên này. Mời. Chào ngài, vào đây uống một ly đi. Chỗ chúng tôi có điều kiện tốt, nhưng môi trường thì hơi tệ một chút. Thì phòng rẻ mà. Phòng anh ở đây. Phòng này. Nhưng mà không sao đâu, anh ở đây đi. Đừng đi lung tung. Được. Mời anh. Thế nào, điều kiện không tệ chứ? Cảm ơn nha. Vâng, anh nghỉ ngơi đi. Alo. Chào ngài, có cần phục vụ không? Cho tôi hai bình nước rồi đi. Tiên sinh, anh thật hài hước. Ý tôi là phục vụ đặc biệt cơ. Tạm thời không cần. Cảm ơn cô. Sao rồi? Có khả năng hắn là một kẻ ngốc, từ vùng khác đến thôi. Cảm thấy người ta ngu ngốc, đến cuối cùng mình chính là kẻ ngu ngốc nhất. Anh đó, cứ đang nghi suốt thôi. Làm như ai cũng là cảnh sát ấy. Mọi thứ có vẻ bình thường, nhưng Lôi Đình biết đằng sau sự bình thường này là sự bất an cực lớn. Nhưng điều cần thiết lúc này là sự kiên nhẫn, giống như sự im lặng của cao thủ võ lâm trước khi giao đấu. Sao lâu vậy mà không thấy gọi đến? Cậu đừng đi tới đi lui nữa có được không? Cậu làm tôi chóng mặt quá. Sao lại giống Sa Thành vậy không biết? Cô nhớ Sa Thành hả? Cậu nói bậy cái gì đấy? Tôi nói nếu đội trưởng xảy ra chuyện thì phải làm sao đây? Đừng nói nhảm, đội trưởng sẽ không có chuyện gì đâu. Này, cô nghe tôi nói. Tôi nghe Đại Bạch nói, đội cảnh sát hình sự chúng ta trước kia có một phó đội trưởng vì chuyện này mà hy sinh. Đừng nói chuyện chết chóc nữa. Tiểu Lý, Đại Bạch, cảnh sát địa phương đến rồi. Sao lại là anh? Sao không thể là tôi? Tôi đã phát hiện ra ổ ma túy này. Có bao nhiêu lối vào? Chỉ một cái ở tầng 3. Đi.
không được cử động, không được cử động. Ngoan ngoãn đi, đứng im, ngồi xuống, kiểm tra phía sau đi. Không được cử động. Nói hàng của ai đây? Là của anh ta. Nói hàng lấy từ đâu? Bắc Sơn. Bắc Sơn. Giải tất cả đi, đem về thẩm vấn. Vâng, đi. Đi, đi mau. Alo, Tiểu Vương. Là tôi đây. Nói với đội trưởng, tôi tìm thấy ma túy đá từ Bắc Sơn. Này, tình hình bên cậu thế nào? Sao đội trưởng không nghe điện thoại? Đội trưởng. Đội trưởng anh ấy đã đi Bắc Sơn rồi. Cái gì? Đội trưởng đi Bắc Sơn rồi. Đại Bạch nói gì? Anh ấy nói Bắc Sơn có một lô hàng mới. Cô gọi điện cho đội trưởng Lôi xác nhận lại thử. Tôi đã gọi cho anh ấy rồi, anh ấy luôn tắt máy. Đội trưởng Lôi làm người ta lo chết đi được. Anh ấy đang ở đâu vậy? Nói mau, đến đây để làm gì? Còn phải nói sao? Nhất định là cảnh sát rồi. Dù sao cũng không phải loại tốt lành gì. Đừng có đóng vô gian đạo nữa, cứ bắn chết hắn đi. Muốn giết muốn phạt thì phải để người ta nói vài câu chứ. Xem ra các anh là bị cảnh sát dọa cho sợ rồi, đúng không? Nơi khác thì có thể, ở đây chỉ cần cảnh sát vào, chỉ có một chữ chết thôi. Mày cười cái gì? Tôi cười các anh. Ngay cả thần tài đến cũng không biết. Các anh đối xử với tôi như thế này, còn muốn kiếm tiền nữa không? Có còn muốn kinh doanh nữa hay không? Anh đến để kinh doanh sao? Kinh doanh cái gì? Anh kinh doanh cái gì? Tôi kinh doanh cái đó. Anh Bill, anh xem, có phải hắn đang diễn kịch hay không? Mở túi của hắn ra xem là biết ngay. Anh Bill. Anh Bill là bột trắng. Xem ra chúng ta là đồng nghiệp. Thả anh ta ra. Giao hàng hay là nhập hàng? Giao hàng hay nhập hàng gì cũng làm hết. Giao hàng thì sao? 160. Có gì buồn cười sao? Đúng là một tên ngốc. Cùng một loại hàng, chúng tôi bán 1 gram 100 ngàn. Được. Lấy cho tôi 400 ngàn. Khẩu vị đúng là không nhỏ. Tôi nói cho anh biết, miễn là hàng tốt, hàng thật, hàng trăm, hàng chục triệu cũng không thành vấn đề. Được. 3 ngày sau giao hàng. Anh đợi đã. Tôi nói cho anh biết, hàng của anh rẻ như thế, nếu anh mà lừa tôi sẽ giết anh. Nghe rõ chưa? Tôi làm việc này không phải ngày một, ngày hai. Sao có thể giao hàng giả cho anh được chứ? À đúng rồi, chỗ chúng tôi có hàng mới dễ kiếm tiền hơn. Sao anh không mang về một ít? Chắc chắn bán đắt hơn bột nhiều. Hàng mới gì? Lấy ra xem thử. Ali, lấy hàng mẫu ra đây. Thật sự là hàng tốt. Hàng này chỉ có người giàu mới dùng. Đưa tôi trước 100 ngàn. Hay lắm. Còn có cái này nữa, đừng quên liên hệ nhé. Đội trưởng Lôi đợi lâu rồi đúng không? Không có, tôi cũng vừa đến thôi. Cục trưởng Khương, lần này cá sắp mắc câu rồi, hơn nữa là một con cá lớn. Tôi cần mồi nhử. Muốn bắt được con cá lớn thì phải trả giá. Cục trưởng Khương, tôi cần ít tiền. Anh cần bao nhiêu? 50 ngàn. Không phải, 500 ngàn. 500 ngàn sao? Anh cũng biết, đó không phải là một con số nhỏ. Có thể hơi khó khăn. Như vậy đi, tôi về suy nghĩ trước. Hôm khác tôi sẽ trả lời anh. Cục trưởng Khương, lần này anh nhất định phải giúp tôi. Nếu tôi không thể làm thế, chúng ta không thể bắt hết được bọn chúng. Cục trưởng, đây là tin truyền đến từ Hồng Kông. Đưa đây. Cậu liên lạc với sở tỉnh,
bảo họ liên lạc với cảnh sát Hồng Kông. Dạ vâng, xem thử có manh mối gì không. Dạ vâng. Cục trưởng Diệp Tử à, tình hình bên con thế nào rồi? Vâng, khá thuận lợi. Nhưng cần có 500.000 để làm mồi nhử. 500.000 sao? Hơi khó đấy. Trong cục lấy đâu ra nhiều tiền mặt như vậy chứ? Nhưng việc rất khẩn cấp. Lần này ba nhất định phải tìm cách giúp bọn con. Lôi Đình bảo con gọi cho ba đúng không? Con bảo cậu ta nghe điện thoại đi. Chuyện này, thằng nhóc đó không có ở đó đúng không? Bà biết ngay là cậu ta không chịu ngồi yên mà. Vậy bọn con, đội trưởng không có đó, thì các con ở yên đợi lại đi. Vâng. Cục trưởng nói sao? Làm sao đây? Cách cũ đi vẫn làm đạo cụ thôi. Bên ngoài dùng tiền thật, bên trong dùng báo. Vậy làm sao được chứ? Nếu bị phát hiện thì sẽ rất nguy hiểm. Cậu biết bọn buôn ma túy đó, chuyện gì cũng có thể làm mà. Đúng vậy, dù sao đó cũng là đội trưởng Lôi của chúng ta. Vậy cô nói phải làm sao đây? Cục trưởng, anh tìm tôi sao? Báo cáo của tôi đã được gửi đến Cục Tài chính rồi. Nhưng được phê duyệt hay không vẫn chưa chắc chắn. Được rồi, cậu đến phòng tài chính trước. Bên đó còn 100.000, là quỹ của Cục trưởng. Cậu mang đến Bắc Sơn đi. Vâng. Đợi đã. Cậu nhất định phải đảm bảo an toàn tính mạng của Lôi Đình, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Là thằng nhãi cậu à? Đi theo tôi làm gì? Có phải đang theo dõi tôi không? Tôi vừa ăn cơm xong nên muốn ra ngoài đi dạo thôi. Đi dạo thôi sao? Đi dạo theo tôi cả một vòng rồi. Tôi thấy rõ ràng là cậu đang muốn theo dõi tôi. Không có, làm gì có. Không có chuyện đó đâu. Chẳng lẽ các người không tin tôi sao? Tôi nói cho cậu biết, tôi đang đi lấy tiền. Nếu có gì xảy ra, cậu gánh nổi trách nhiệm không? Cậu đừng có tham lợi trước mắt mà quên họa sau lưng nha. Chỉ với trình độ theo dõi của cậu, sớm đã bị cảnh sát phát hiện rồi. Cậu quay về nói với lão Bill. Bất kể tiền của tôi từ đâu ra, đến lúc đó tôi có tiền đưa cho anh ta là được rồi. Vâng vâng, tôi cũng thấy do anh ấy suy nghĩ nhiều rồi. Hay là cậu đi lấy tiền với tôi nhé. Không cần, không cần đâu. Tôi đi ngay đây, tôi đi nha. Cục trưởng, số tiền này ở đâu ra thế? Đội trưởng Lôi, anh cầm lấy đi. Nửa triệu này là lương tháng sau của 400 người trong cục tôi. Cục trưởng Khương, tôi không thể lấy số tiền này. Anh làm như vậy là vi phạm rồi. Ủy viên của cục chúng tôi đã thảo luận rồi. Cho dù là phạm lỗi và bị phạt, chúng tôi cũng sẵn sàng. Mặc dù chúng tôi là một nơi nhỏ, lương rất thấp, nhưng những người cảnh sát được dân nuôi như chúng tôi chỉ muốn diện trừ tội ác, bảo đảm mọi thứ bình an. Lần hành động này là mấu chốt cho toàn bộ hoạt động chống ma túy. Để bắt những kẻ buôn bán ma túy này là mong muốn chung của chúng tôi. Chỉ cần có thể bắt được chúng, đừng nói là một tháng tiền lương, mà một năm hay 10 năm, chúng tôi cũng sẽ sẵn lòng lấy ra. Cục trưởng Khương, cảm ơn anh. Đừng nói như vậy, tôi sẽ lấy số tiền này. Xem ra anh là người giữ chữ tín. Đây là hàng mới của chúng tôi, anh thử xem. Anh Bill, chúng ta bán ma túy nhưng không dùng ma túy. Quy tắc này không thể phá vỡ. Yên tâm đi, đá và bột là khác nhau mà. Không nghiện đâu. Tất nhiên, nếu có một người phụ nữ ở bên cạnh thì sẽ sướng hơn. Ali,
đi cùng anh Trung vào phòng lấy đá đi. Anh Trung, chúng ta đi thôi. Ali, đừng vội, chờ tôi xong việc sẽ đi cùng em. Anh Bill, chúng ta buôn bán ma túy phải giữ chữ tín. Hàng của anh tôi không tin thì tôi có thể tin ai? Anh Bill, nể mặt anh, hàng hôm nay tôi không kiểm nữa, tôi trực tiếp mang đi luôn. Chờ một chút, hàng không có ở đây. Ở đâu? Đưa anh ta đi lấy hàng. Vâng. Sắp đến giờ rồi, có cần vào không? Này, nhìn kìa. Sao thế? Chuyện gì vậy chứ? Làm sao đây? Đuổi theo đi. Tôi nói nè anh trai, các anh đưa tôi đi đâu vậy? Đến rồi sẽ biết thôi. Diệp Tử, mau chóng đem một ít hàng đó về kiểm tra hóa nghiệm, phân tích chi tiết các thành phần bên trong. Được, tôi biết rồi. Đối thủ lần này rất ghê gớm, tôi cần phải nhanh chóng quay về. Cái gì lô hàng 3 triệu? Đúng vậy, và phải là hàng đá. Anh Bill, hàng lần trước anh đưa cho tôi, thoáng cái đã bán hết sạch. 3 triệu không phải là một khoản tiền nhỏ. Cho dù chúng tôi có nhà máy, 3-4 ngày cũng khó mà sản xuất kịp. Anh Bill, anh phải nghĩ cách giúp tôi. Nếu không, anh đưa hàng của người khác, cho tôi mượn bán trước, thế chẳng phải là xong sao? Được rồi, anh về nhà chờ đi. Tối nay tôi sẽ trả lời anh. Được. Anh Bill, chuyện này phải nhờ anh rồi. Có gì đâu, anh em cùng nhau làm dâu. Đúng, anh em cùng nhau làm dâu. Có vấn đề gì không? Hàng không có vấn đề gì, chỉ sợ người có vấn đề. Giao dịch đầu tiên diễn ra quá suôn sẻ, vì quá suôn sẻ nên mới có vấn đề. Đối phó với cảnh sát có nhiều cách. Tiểu Vương, đã có báo cáo hóa nghiệm. Đúng như dự đoán của đội trưởng Lôi, hàng này cùng một lô với hàng mà chúng tôi đã tra được trong thành phố. Tốt quá rồi, lần này chúng ta có thể một lưới tóm gọn cả bọn buôn ma túy ấy. Nhưng có một tin xấu, báo cáo hóa nghiệm còn cho ra một kết luận khác. Kết luận gì? Bình thường thì trong ma túy đá sẽ chứa rất nhiều ephedrine, nhưng trong báo cáo này chúng tôi không tìm thấy ephedrine tự nhiên, thay vào đó lại tìm thấy ephedrine tổng hợp. Thế tức là nếu các băng đảng ma túy sử dụng ephedrine, chúng có thể bỏ qua công đoạn này, trực tiếp sử dụng ephedrine tổng hợp để thuận lợi cho việc sản xuất và mua bán. Bọn chúng đã lược bỏ một công đoạn lớn, thế này thì quá trình sản xuất sẽ trở nên thuận tiện hơn, nhưng sẽ gây khó khăn cho việc kiểm soát ma túy của chúng ta. Tình huống này rất nghiêm trọng, chúng ta phải báo ngay cho cục trưởng. Đại Bạch, Tiểu Vương, Diệp Tử, sao anh lại đến đây? Cục trưởng yêu cầu tôi hỗ trợ mọi người. Tốt quá rồi, chúng tôi đang lo thiếu người đây. Này, đội trưởng đâu?
Tôi bị phát hiện rồi. Tôi bị bọn buôn ma túy ở đây phát hiện. Ý của anh là sao? Đồng chí, tôi là tay trong do cục trưởng Khương của cục công an cài vào. Tôi đến đây để phối hợp với anh. Đồng chí cái gì? Anh nói điên khùng. Này, đồng chí, anh không thể thấy chết không cứu. Cái gì thấy chết không cứu? Điên khùng, đồng chí, anh không thể thấy chết mà không cứu được. Này, tôi thực sự là gián điệp. Nói cho mày biết, bố mày ghét nhất là cảnh sát. Có tin bố mày bắn chết mày không? Hiểu lầm. Là người mình. Anh Bill, thằng này là tay trong của cảnh sát. Lão đại, lần này anh tin người anh em này rồi chứ? Anh là lão đại. Đây là địa bàn của tôi. Lỡ tôi nổ súng thì sao? Không phải một phát súng là tôi bắn chết anh luôn sao? Đạn đều ở đây. Mẹ kiếp, dù diễn xuất có tốt đến đâu, cảnh sát vẫn là cảnh sát. Các đồng chí, đã đến lúc bắt hết bọn buôn ma túy, trả lại bầu không khí trong sạch cho thành phố chúng ta. Nhưng để phòng ngừa bất chắc, tôi chưa thể công bố địa điểm hành động tối nay. Bây giờ, các đồng chí vui lòng tháo bỏ các thiết bị truyền tin, ngoại trừ bộ đàm cảnh sát, sang một bên. Xong rồi, tôi cũng xong rồi. Của tôi đây. Nào. Lão đại, anh đang làm gì thế? Tiền của tôi đều đem đến đây hết rồi. Nếu anh muốn thì cứ lấy hết đi. Lão đại, không phải anh vừa thử hắn sao? Hắn không phải là cứng. Không phải. Tôi hỏi anh, lô hàng nửa triệu đã giao xong, còn lô hàng 3 triệu này thì giao cho ai? Nói, rốt cuộc giao cho ai? Hóa ra là vì chuyện này. Tôi nói cho anh biết, tôi đưa cho A Sương của Giang Đông cùng một đám với Hà Đại Tráng. Biêu tử gọi điện thoại đi. Cuối cùng mọi người cũng đến rồi. Tình hình thế nào? Bọn họ ở trong đó. Xem ra chỉ có thể xông vào thôi. Tôi sẽ dẫn vài người vào trong. Các cậu canh trường bên ngoài. Không được, đội trưởng đang ở trong đó. Tôi cũng muốn đi. Muốn nổi loạn sao? Được, Diệp Tử theo tôi vào. Anh cùng Khương cục trưởng chờ ở cửa. Diệp Tử, sao thế? Mặc cái này vào đi. Không, không cần. Bên anh cũng nguy hiểm mà. Không được, cô phải mặc nó vào. Còn anh thì sao? Tôi không sao đâu. Anh phải cẩn thận đấy. Được rồi, phong tỏa tất cả các lối đi. Diệp Tử bên này. Vâng. Lão đại, lô hàng kia tôi kiểm tra rồi. Đúng là cho A Sương của Giang Đông. Thật không ngờ, phục vụ trở thành gián điệp, rồi lại biến thành lão đại. Nói thật với anh, lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã thấy sự đề phòng và cảnh giác trong anh. Lão đại, làm nghề của chúng ta, ai mà chẳng sống trên lưỡi dao mũi kiếm. Anh nói tôi có thể không cẩn thận sao? Anh nói đúng. Có tiền mua tiền cũng được. Tiền có thể sai khiến cả quỷ. Dân buôn ma túy như chúng ta đâu phải người, đều là quỷ cả. Đúng không? Không ổn, không ổn rồi. Ngoài kia đều là cảnh sát. Nhanh lên. Bên này, nhanh lên. Cản chúng lại cho tao. Nhanh, nhanh, nhanh. Đi, chúng ta đi. Nhanh. Nhanh nào, chạy nhanh lên, nhanh, nhanh. Lên.
không được cử động. Đại Bạch, không có người, đi. Nhanh lên. Lão đại, làm gì bây giờ? Lão đại, chúng ta đi đâu? Trốn trong xưởng mấy ngày. Được. May quá, vẫn còn một lối bí mật. Lão đại, mau đi thôi. Ai nói đưa anh đi? Lão đại, đến bây giờ anh vẫn còn nghi ngờ tôi. Nếu không phải anh, làm sao cảnh sát tìm đến đây được? Lão đại, ai cũng biết đây là ổ ma túy. Chẳng lẽ cảnh sát lại không biết? Được rồi, lão đại, đừng cãi nữa, đi thôi. Đi thôi, cảnh sát đây, không được cử động. Không được động đậy, bỏ súng xuống. Mau chạy thôi, đi. Nhanh nào. Nhanh nào. Tiểu Vương. Tiểu Vương. Tiểu Vương. Tiểu Vương, Tiểu Vương, cậu tỉnh lại đi, Tiểu Vương. Nhanh nào. Gọi cứu thương đi. Tiểu Vương. Tiểu Vương. Đi nào. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng. Anh bạn này cũng cao lắm. Lão đại, Huyền đến rồi. Lên. Đi. Đi đi đi. Lão đại, chúng ta đi đâu đây? Không phải đến nơi là biết ngay sao? Nhưng phải để anh chịu khổ một lát vậy, Bưu tử. Đi nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh, cấm giở trò. Nhanh lên, cục trưởng Khương. Có tin là bọn buôn ma túy đã chạy trốn bằng đường hầm. Chắc bây giờ anh ấy đang ở với bọn buôn ma túy. Alo, cục trưởng. Tình hình ở đây rất tốt. Hang ổ của bọn buôn ma túy cũng bị triệt hạ. Chỉ là đội trưởng Lôi và bọn buôn ma túy đã biến mất. Rõ. Diệp tử, cục trưởng bảo chúng ta lập tức trở về. Còn đội trưởng Lôi, chúng ta sẽ bỏ mặc anh ấy sao? Vẫn chưa rõ tình hình bên đội trưởng. Hơn nữa, chúng ta cần phải đưa Tiểu Vương quay về. Đúng vậy, ở đây tôi sẽ gọi các đồng chí trong cục vào kiểm tra, nhờ vào cục trưởng Khương. Báo cáo cục trưởng Khương, chúng tôi đã thu được hơn 2 triệu tiền giao dịch ma túy, tiêu diệt 7 tay buôn ma túy, bắt giữ 13 nghi phạm. Được rồi, mang về thẩm tra và tìm thấy cái này ở cầu thang. Là của đội trưởng Lôi. Cái gì đây? Là 3 triệu tiền giả mà Tiểu Vương chuẩn bị cho đội trưởng Lôi. Vẫn chưa ai động vào. Hy vọng vậy. Ali, đỡ đại ca, em còn không tự đi nổi. Anh còn bắt em đỡ hắn. Đừng có nhiều lời, làm đi. Được rồi, thật là. Tôi nói này lão đại, chúng ta đã cùng vào sinh ra tử với nhau. Anh làm thế này là sao? Sắp đến rồi, không có cách nào. Đây là quy tắc của ông chủ.
Ông chủ, anh cố chịu đựng một lát đi, đi đi, nhanh lên. Liều lĩnh. Đúng là liều lĩnh. Đội trưởng của các người làm trò liều lĩnh, các người cũng không ngăn cản anh ta. Chúng tôi cứ tưởng kế hoạch sẽ khả thi, nhưng không ngờ. Không ngờ. Không ngờ. Chúng ta chịu tổn thất lớn như vậy phải không? Đừng tự cho là mình thông minh. Chúng ta đang đối mặt với những tên tội phạm thông minh, am hiểu công nghệ cao, hành động như một anh hùng đơn độc, như trước là không được đâu. Vậy chúng tôi phải làm gì bây giờ? Thế này đi. Trước tiên hãy ghép hai vụ án, vụ ở Bắc Sơn và vụ của chúng ta lại, rồi giải quyết. Xem có manh mối gì không? Chúng ta có nên nhờ công an toàn tỉnh hỗ trợ điều tra, tung tích của đội trưởng Lôi vẫn chưa đến mức này. Chúng ta không thể để cho đám buôn ma túy biết. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự đang ở cạnh chúng. Lão đại, tôi không muốn làm nữa. Hôm nay tôi đã làm việc cả ngày rồi. Không được, lâu này sắp đến hạn giao hàng rồi. Làm không xong thì đừng hòng được nghỉ. Mau làm đi. Là ở đây sao? Không sai. Hàng anh muốn trong vòng 3 ngày là làm xong. Nhưng tôi làm rơi túi tiền ở khách sạn rồi. Tiền tài là vật ngoài thân. Mình là anh em cùng vào sinh ra tử. Tiền không có nghĩa lý gì. Hàng tốt đấy. Hàng tốt. Diệp Tử, bên ngoài có một người phụ nữ tìm đội trưởng Lôi. Phụ nữ, hay là cô đi xem thử đi. Được. Chị Mỹ Lệ, Diệp Tử, tôi đến tìm đội trưởng Lôi, nhưng họ không cho tôi vào. Đội trưởng của chúng tôi không có ở đây. Cảnh sát hình sự có quy định không phận sự không thể vào trong. Hay là chị đi đăng ký, rồi đến phòng làm việc của tôi ngồi một lát. Rắc rối quá. Vậy thì thôi đi. Giờ cô đã ra ngoài rồi, tôi mời cô tách trà được không? Được. Hai cô muốn uống gì? Cô Trương muốn uống gì cứ gọi. Miễn không phải cảnh sát thì uống gì cũng không vội. Cô thật hài hước. Thế thôi, chỉ cần hai ấm trà hoa cúc được không? Vâng, được rồi, xin vui lòng chờ một chút. Đúng rồi, chị Mỹ Lệ, chị có việc gì quan trọng cần gặp đội trưởng Lôi à? Nếu không ngại, tôi sẽ giúp chị chuyển lời cho anh ấy. Không có gì quan trọng cả. Tuần tới tôi sẽ về Hồng Kông, muốn đến chào anh ấy. Chỉ là điện thoại di động và điện thoại ở đơn vị của anh ấy đều không có ai bắt máy. Có phải có chuyện gì không? Đội trưởng Lôi, anh ấy đi công tác rồi. Anh ấy đi công tác ở đâu? Xin lỗi, chúng tôi phải bảo mật nội dung công việc. Tôi không thể tiết lộ cho chị. Vậy cũng không đến mức ngay cả di động cũng tắt máy chứ. Liệu anh ấy có xảy ra chuyện gì không? Chị yên tâm, đội trưởng Lôi sẽ không sao đâu. Điện thoại tắt máy hẳn là do công việc yêu cầu. À, công việc của các cô nguy hiểm quá. Lô hàng giá 3 triệu ở trong đây. Thuyền đã sẵn sàng cho anh rồi. Lát nữa sẽ đưa anh đi. Bây giờ bên ngoài đang sóng gió lắm. Tôi nghĩ tôi nên ở đây thêm 2 ngày nữa. Không được. Hôm qua đối tác của ông chủ đến, biết tôi mang theo một người, hắn đã chửi tôi một trận. Nếu không phải tôi tận mắt nhìn thấy anh bắn chết một tên cảnh sát, bọn họ đã sớm xử lý anh rồi. Vậy sau chuyện hôm đó, anh với anh Bill sao rồi? Bọn tôi ổn. Cả một núi hàng đều là chúng tôi một tay bán cả đấy. Vậy được. Sau này gặp nhau thế nào? Như vậy đi, tôi sẽ cho anh số QQ và số tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông. Liên hệ như vậy là an toàn nhất. Lát nữa lại để anh chịu thiệt lần nữa rồi. Là sao?
Đi. Alo, alo. Đại Bạch à? Đội trưởng. Đội trưởng, anh đang ở đâu? Chuyện của tôi, cậu không cần lo, tôi hỏi cậu. Tiểu Vương thế nào rồi? Tiểu Vương. Tiểu Vương rất tốt. Tốt sao? Cậu ấy chỉ bị thương nhẹ, không có vấn đề gì. Được, tôi nói cậu nghe. Bên kia có khá nhiều vấn đề. Cậu phải có trách nhiệm. Cố gắng tìm ra tay buôn ma túy ở đây. Được rồi, thế thôi nhé. Alo, đội trưởng. Đội trưởng, tắt máy rồi, chuyện của Tiểu Vương. Trước mắt đừng nói đội trưởng biết. Biết rồi. Cục trưởng, tất cả đều ở đây. Mấy tay buôn ma túy này cũng trượng nghĩa với anh đấy. Nguyên lô hàng 3 triệu mà không lấy anh một đồng. Đáng tiếc, bọn họ trục thuốc mê tôi rồi mới đưa đi. Nếu không, tôi có thể tìm được xưởng sản xuất ma túy của bọn họ. À, họ cho tôi số QQ và một tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông. Được rồi, tôi sẽ báo với bên cảnh sát mạng, nhờ bọn họ tìm cách liên lạc với đám buôn ma túy qua mạng. Ngoài ra, nhờ cảnh sát Hồng Kông theo dõi chặt chẽ biến động của số tài khoản này. Cục trưởng, tôi kiến nghị Cục Công an các huyện ven sông tìm kiếm dọc sông, có thể sẽ tìm được chỗ đó. Đường bờ sông dài mấy trăm km, cộng thêm các hộ phụ lưu, chúng ta không có đủ người và thuyền để kéo nổi cái lưới này. Hơn nữa, ngoài ra, hành động kéo lưới này quá lớn, mấy tay buôn ma túy nghe thấy tiếng gió sẽ chạy ngay. Tôi nghĩ ta nên hành động khôn ngoan hơn. Được rồi, cứ thế đi. Trước mắt anh đừng nên quay lại, tìm cách liên lạc với bên kia qua số QQ. Được rồi. Này cục trưởng, anh cầm hết đống hàng 3 triệu mà không cho tôi chút tiền xài à? Thằng nhóc này, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, xem tôi xử cậu thế nào. Anh Thanh. A Lực, đi theo tôi. Bọn mày đợi ở đây nhé. Có phải gần đây lại xảy ra chuyện? Đúng vậy, em nghe nói đơn hàng ở Bắc Sơn đã bị dừng. Bọn hắn thật chảnh chọe, quên mất mình là chuột. Sự ma túy đá kia sao rồi? Cũng bị dẹp luôn rồi. Cái này thì em không để ý. Mày nên xử lý nó đi. Chứ không, nó luôn cản đường phát tài của chúng ta. Cái này khá khó xử lý. Anh cũng biết, tên phụ tá kia, từ khi nào đến lượt mày dạy tao cách làm việc? Em làm, để em làm. Em làm là được, em sẽ làm. Được chưa anh? Tao bảo mày tìm tuyến dưới cho tao, mày tìm thấy chưa? Gây go đấy. Dạo này, mọi người đang truyền tai nhau về một tài khoản QQ bí ẩn. Cái gì? Tài khoản QQ bí ẩn? Phải. Chỉ cần lấy được số QQ này là có cách lấy hàng, có cách làm giàu. Thật thú vị. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Đây đúng là một thế giới điên rồ. Bà ơi. Bà ơi. Sao con lại ở đây? Không phải ba đã nói với con rồi sao? Đừng tùy tiện đến tìm ba. Ba có biết đội trưởng Lôi ở đâu không? Giờ anh ấy thế nào? Này, con quan tâm đến vụ án hay quan tâm đến người? Ba lại nói đi đâu rồi? Anh ấy là đội trưởng của con. Được rồi,
cứ xem như ba nhầm đi. Không ngờ ông chú luôn mồm phê bình bọn tôi chơi game, nay lại chơi game. Sao cô lại ở đây? Không hoan nghênh à? Hoan nghênh. Cô đến đúng lúc lắm, giúp tôi xem. Tại sao họ không trả lời tôi? Bên kia không online. Vậy thì sao? Để lại tin nhắn cho hắn. Được, cô nói với họ. Hàng tôi đã bán rồi. Cảm ơn họ. Ngoài ra tôi muốn lấy thêm hàng. Đã bán hết hàng, cảm ơn, xin gửi thêm hàng. Diệp Tử, lô hàng tôi nhờ cô hóa nghiệm, đã kiểm tra xong chưa? Đã kiểm tra xong rồi, tôi đang định nói với anh đây. Thành phần ephedrine trong ma túy là loại tổng hợp nhân tạo. Thảo nào rẻ thế? Sau khi hút có gì khác biệt? Tôi không phải là bác sĩ chuyên nghiệp nên không rõ. Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Mà này, Tiểu Vương đâu? Cậu ấy đâu rồi? Giờ cậu ta thế nào? Cậu ta vẫn bình thường. Đại Bạch phái cậu ta đi công tác rồi. Đi công tác rồi. Đại Bạch nói Tiểu Vương chỉ bị thương nhẹ. Diệp Tử, rốt cuộc có chuyện gì thế? Tiểu Vương hiện đang nằm viện. Đi. Đi thôi. Thủy phổi bị tổn thương. Lúc đưa đến bệnh viện đã mất quá nhiều máu. Vùng ngực bị nhiễm trùng. Lúc đó chỉ có một mình cậu ấy. Hoàn toàn không cần phải hành động. Nhưng tôi không ngờ cậu ấy đã đưa áo chống đạn của mình cho tôi. Cái này đều do tôi. Tất cả là lỗi của tôi. Nhưng đâu còn sự lựa chọn nào khác. Tiểu Vương, nhất định phải kiên trì. Phải mạnh mẽ sống sót. Chúng ta còn rất nhiều vụ án nữa. Cậu phải tỉnh lại. Sao? Cậu muốn từ bỏ lần hành động này? Không phải từ bỏ. Tôi muốn thay đổi kế hoạch hành động. Tiểu Vương đang nằm viện và chưa thoát được cơn nguy kịch. Tôi muốn chăm nom cho cậu ấy. Thế chẳng khác nào cậu từ bỏ. Cậu không phải là bác sĩ. Cậu không thể cứu mạng cậu ấy. Nhưng tôi là đội trưởng của cậu ấy. Tôi phải gánh vác trách nhiệm. Được rồi. Tôi tôn trọng quyết định của một đội trưởng như cậu. Nhưng cậu phải nhanh chóng tìm ra hang ổ của đám buôn ma túy. Vâng. Đội trưởng, ổn chứ? Không sao. Ba của cô tính tình vẫn như xưa, chỉ nói những gì cần nói. Vấn đề bây giờ là những kẻ buôn bán ma túy này đột nhiên mất tích. Đại Bạch, họ đã đi tìm kiếm dọc sông rồi. Đường bờ sông mấy trăm km. Tôi sợ sẽ không thu hoạch được gì. Ma túy lần trước tôi mang về còn ở đó không? Còn. Được, đi lấy nó đi. Đội trưởng, nhìn xem đây là cái gì?
Đây là lá sậy. Có thể là mấy tay buôn ma túy không cẩn thận, vô tình để lẫn lá sậy vào trong gói thuốc. Lá sậy này mọc ở bờ sông. Nếu chúng ta tìm thấy nơi mọc loại sậy này, chúng ta có thể tìm thấy xưởng sản xuất ma túy đá. Không sai. Chúng ta có thể thông qua phương pháp xác định nguyên tố vi lượng tìm vị trí của xưởng ma túy đá. Diệp Tử, thông báo cho Đại Bạch ngay lập tức. Tìm lá sậy dọc sông, gửi cho phòng thí nghiệm, nhờ họ tăng ca kiểm nghiệm. Được. Cục trưởng, là Diệp Tử phát hiện manh mối này. Cục trưởng, kết quả hóa nghiệm chứng minh rất giống với loài thực vật trên đảo Ngư Phu. Nói vậy thì chúng ta có thể thu nhỏ phạm vi, tập trung điều tra đảo Ngư Phu. Cục trưởng, trên lý thuyết chính là như vậy. Đây chỉ là suy đoán của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng có thể đúng như dự đoán của chúng tôi. Được. Lập tức hành động. Vâng. Đại Bạch, có lẽ là nơi này. Chuẩn bị hành động. Mọi người chú ý an toàn. Đi. Không được cử động, đứng yên. Kiểm tra xem có ai còn sống không. Thật tàn nhẫn. Đội trưởng, hình như chuyện chỉ mới xảy ra tối qua. Diệp Tử, cô không sao chứ? Tiểu Lý, Đại Bạch, cậu ra ngoài với tôi một chút. Được. Đội trưởng, hình như là mấy tay buôn ma túy thanh trừng nhau. Không đơn giản thế đâu. Chắc chắn là do sát thủ chuyên nghiệp ra tay. Diệp Tử, thông báo cho phòng thí nghiệm lên đảo. Được. Đại Bạch, sau khi quay về, kiểm tra xem trên thị trường ma túy có động thái gì mới không. Được. Tiểu Lý, thu dọn thuốc và mang về. Vâng. À Lực, lần này cậu làm tốt lắm. Chút tiền này cậu cầm dùng trước đi. Số còn lại tôi sẽ gửi vào ngân hàng Thụy Sĩ cho cậu. Cảm ơn. Anh Thanh, em nghĩ chúng ta nên gọi thuyền chở mấy thứ đó về. Cứ để thế thì lãng phí quá. Mày ngu thế chẳng khác gì lại ông tôi ở bụi này. Em nghe nói đám nhân công nói với em, nguyên liệu của bọn chúng đều là hàng nhân tạo. Mấy người đó đâu? Người toàn bộ đều làm theo lời anh dặn, không còn ai cả. Mày cũng ác đấy. Tất cả đều theo ý anh. Đội trưởng, cô đến rồi. Có bác sĩ và y tá ở đây. Anh về nghỉ ngơi đi. Tôi nên ở bên cậu ấy nhiều hơn.
Cô về đi. Nhưng tôi nói thế nào cũng chỉ có một mình. Cô còn gia đình. Được rồi. Tiểu Vương. Tiểu Vương. Tôi muốn uống nước. Được, tôi sẽ đi lấy cho cậu. Bác sĩ, nhanh lên. Bệnh nhân đã tỉnh. Nhanh nào. Nhanh lên. Đây đúng là một phép màu. Chúng tôi đã định đợi anh ấy ổn định hơn một chút, rồi gửi đến bệnh viện lớn ở Thượng Hải. Chúng tôi làm cảnh sát đều có chính cái mạng. Đội trưởng, anh xem. Số quy quy anh nhắn đã trả lời rồi. Vui lòng báo lượng hàng cần và địa điểm. Này, cô lập tức thông báo cho cảnh sát mạng theo dõi IP của họ. Vâng. Cục trưởng, kết quả theo dõi máy tính lần này cho thấy địa chỉ IP hiển thị là ở Hồng Kông. Tài khoản ngân hàng cũng ở Hồng Kông. Cục trưởng, liệu có phải là giống lần trước không? Đưa cho họ thêm 100.000 nhân dân tệ trước khi họ biết sự ma túy đá xảy ra chuyện, dụ bọn họ xuất hiện. Hôm nay không biết không có nghĩa là ngày mai không biết. Các phương pháp phạm tội hiện nay rất đa dạng. Đây có thể là một cái bẫy. Chuyển khoản ngân hàng chỉ mất vài giây. Tôi không muốn lấy ra mấy trăm ngàn để mạo hiểm. Cục trưởng, ý của anh là không điều tra nữa? Tất nhiên là phải điều tra. Nếu đã xác định được mục tiêu đang ở Hồng Kông, vậy ngày mai các người sẽ đến Hồng Kông một chuyến. Ngày mai đi. Đi Hồng Kông không phải là phải tốn tiền sao? Cần tiêu thì tiêu. Nhưng khi hai người đến đó, nhất định phải nhờ cảnh sát Hồng Kông hỗ trợ. Phải đảm bảo an toàn bản thân. Hồng Kông, Trung Quốc. Đội trưởng, quả nhiên Hồng Kông rất hiện đại. Tôi còn nghe nói Hồng Kông là thiên đường mua sắm. Đáng tiếc lần này không có thời gian để cô đi mua sắm. Cho dù có thời gian thì tôi cũng không có tiền. Đội trưởng, anh nói xem, lần này chúng ta có thể tra ra nguồn gốc của công thức với bọn buôn ma túy không? Mặc dù không biết lần này có kết quả gì không, nhưng chắc chắn sẽ có manh mối. Hai người là cảnh sát Lôi và cảnh sát Trương có phải không? Tôi là Lôi Đình. Còn đây là... Tôi là Trương Diệp. Xin chào. Xin chào. Không ngờ cô lại nhận ra chúng tôi ngay. Là cảnh sát, đây là kỹ năng nên có. Yên tâm đi, lần này tôi sẽ tích cực hợp tác với hai người. Lên xe đi. Được, được, được. Bỏ vào. Mời. Đây có phải là lần đầu tiên anh đến Hồng Kông không? Có muốn tôi dẫn hai người đi dạo không? Không cần đâu, quan trọng là phải giải quyết vụ án. Cảnh sát Phùng, cô đã xem thông tin chúng tôi gửi lần trước chưa? Tôi xem rồi.
Thực ra, chúng tôi đã theo dõi vụ án này từ lâu rồi. Thế thì tốt quá rồi. Bây giờ chúng tôi nghi ngờ, ma túy trong thành phố của tôi có liên quan đến tổ chức buôn bán ma túy ở Hồng Kông. Đúng vậy. Là bột ca và ma túy đá đúng không? Đúng rồi. Thông thường, sau khi ma túy từ Tam Giác Vàng đến, tất cả đều đi qua biên giới Vân Nam và biên giới Tây Bắc, rồi đi khắp lục địa. Nhưng yêu cầu về ma túy đá khá cao. Vì vậy, thường là sau khi gia công, ở các khu vực phát triển, sẽ lén chuyển ra ngoài. Vì vậy, đôi khi Hồng Kông trở thành trạm trung chuyển ma túy đá. Hồng Kông là trung tâm tài chính châu Á. Các ngân hàng trên thế giới đều có chi nhánh tại Hồng Kông. Vì vậy, có rất nhiều tay buôn ma túy và cờ bạc mở tài khoản ở Hồng Kông rửa tiền. Theo tài liệu tôi đọc được, thế giới ngầm ở Hồng Kông đã được dẹp yên từ lâu rồi mà. Sau khi Hồng Kông về lại Trung Quốc thì đúng là yên ổn hơn rất nhiều. Mấy cảnh chém chém giết giết như trên phim đã không còn xảy ra nữa. Và bây giờ nhiều dân anh chị ở Hồng Kông chuyển sang kinh doanh. Ai cũng mở quán buôn bán. Thế bọn họ chuyển sang bạch đạo à? Đám xã hội đen này bên ngoài thì đi theo bạch đạo, bên trong vẫn theo hắc đạo. Và bây giờ mua bán dâm ở các câu lạc bộ đêm và cờ bạc trên biển đều do bọn họ kiểm soát. Hình như vấn nạn bạo lực vẫn xảy ra. Tất nhiên, có nhiều thứ không phải cứ muốn là giải quyết được. Giang hồ có nhiều ân oán, đặc biệt là khi liên quan đến ma túy, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Alo, tôi biết rồi, tôi sẽ đến sớm thôi, thế nhé. Các anh thật may mắn, vừa đến là có manh mối rồi. Thật à? Bọn họ nhìn thấy lão ca ở khu vực Tiêm Sa Chủy. Lão ca, lão ca là ông trùm của Tân Đồng An. Ông trùm có nghĩa là lão đại bang chủ. Tôi đã đọc tài liệu mà hai người gửi. Những tài khoản đó đều mở từ nửa năm trước, mở một lần cả chục cái. Hơn nữa mỗi lần rút tiền là rút hết, nên hiện tại chúng là những tài khoản trống. Tôi nghi ngờ tất cả đều do cùng một người hoặc cùng một nhóm chuyên rửa tiền hoặc chuyển tiền. Phán đoán của cô rất có lý. Trong đó, một lượng tiền lớn đã được chuyển cho Tân Đồng An, tức là chúng có giao dịch với lão ca. Nếu tìm thấy hắn, có lẽ chúng ta có thể tìm ra kẻ đứng sau của mọi chuyện. Không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến đó ngay bây giờ. Hai người này là cảnh sát nội địa, có tin gì không? Cảnh báo anh, đừng có giấu. Lão ca xuất hiện ở Tân Giới. Khu nào Tân Giới? Tất nhiên là địa bàn của Tân Đồng An rồi. Sau khi trở thành lão đại, hắn đã thực hiện một số giao dịch lớn, rất kiêu ngạo. Thông tin có đáng tin cậy không vậy? Cô cảnh sát à, tôi đã nói với cô khi nào chưa? Đừng nói nhiều như vậy, tôi còn có việc phải đi trước. Cảnh sát Phùng, chúng ta phải làm gì bây giờ? Không nên vội. Lão ca là người rất xảo quyệt, sẽ không xuất hiện nhanh như vậy đâu. Đợi đến khi tin tức của tôi được xác nhận, chúng ta sẽ hành động. Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Bây giờ đến giờ ăn rồi. Các anh lần đầu đến Hồng Kông phải không? Sao không để tôi mời các anh đi ăn, nhân tiện đi dạo phố được không? Được vậy thì tuyệt. Thế này không tốt lắm đâu. Cảnh sát trong thiên hạ là người một nhà. Ngoài ra, tôi muốn thực hiện nghĩa vụ chủ nhà của mình. Đi thôi. Đi. Đó không phải là chị Mỹ Lệ sao? Chị Mỹ Lệ. Đội trưởng Lôi. Cô Trương. Các anh cũng tới chơi à? Chúng tôi không phải chơi, chúng tôi đến để xử lý công việc. Tôi thực sự không ngờ là có thể gặp được các anh ở đây. Để tôi mời các anh ăn cơm. Ấy, sao như vậy được? Đừng bao giờ từ chối thành ý của tôi nhé. Để tôi giới thiệu một chút. Đây là bạn học trung học của tôi, Thiệu Mỹ Lệ. Xin chào. Cảnh quan Lôi, gặp lại bạn cũ rồi. Chi bằng hai người cứ từ từ nói chuyện. Tôi sẽ đưa cô ấy đi dạo, được không? Được rồi. Đi thôi, tôi mời anh ăn cơm. Ở đây đẹp quá. Đây là đâu vậy? Đây là trung tâm tài chính của Trung Quốc. Là công trình kiến trúc đẹp nhất. Có chuyện gì vậy? Hình như cô không vui nhỉ? À không có, tôi đang nghĩ về chuyện vụ án. Không đơn giản như vậy đâu. Có phải cô thấy cô gái lúc nãy xuất hiện không đúng lúc không? Cảnh quan Phùng, cô thật sự biết quan sát.
Tất nhiên rồi, làm cảnh sát mà. Anh ở Hồng Kông bận như vậy, tôi còn bắt anh đi dạo với tôi. Thật sự xin lỗi. Vừa rồi cũng thật là. Tại sao anh lại vội vàng thanh toán cho tôi chứ? Tôi là đàn ông mà, đương nhiên muốn giữ chút thể diện. Này, sao cô lại không từ mà biệt vậy? Trước khi đi tôi có đến cơ quan của anh tìm anh. Họ còn không cho tôi vào cổng. Anh cũng thật là. Sao anh không cho tôi biết anh đã đi đâu? Chúng tôi là cảnh sát, đi đâu cũng không thể nói. Thực ra tôi nghĩ anh mới là người thích rời đi mà không nói lời nào. Lúc đó chúng ta vẫn còn trẻ, rất nhiều việc đã làm một cách tùy hứng. Đúng vậy, lúc đó chúng ta đều rất tùy hứng. Sau khi anh vào học viện cảnh sát, một cuộc điện thoại, một lá thư cũng không viết cho tôi. Nghe nói cô còn chưa thi đại học, sau đó liền kết hôn. Phụ nữ mà, phải tìm một người để dựa vào, một nơi để nương tựa. Lúc đó tôi cũng nhân lúc bản thân còn trẻ, trong tay còn có chút vốn liếng, liền tìm người để kết hôn. Cô có hạnh phúc không? Anh nghĩ xem, một người phụ nữ có được những gì cô ấy muốn, cô ấy có được rồi hẳn là rất hạnh phúc. Nhưng suy nghĩ của con người có thể thay đổi. Giống như thứ mà tôi muốn 15 năm trước, hoàn toàn khác với những gì tôi muốn bây giờ. Lúc đó, tôi nghĩ hôn nhân và tình yêu đều là những điều đẹp đẽ. Được rồi, sau này có chuyện gì xảy ra, cô có thể đến tìm tôi. Tôi nhất định sẽ giúp đỡ. Là anh nói đấy nhé. Được rồi, tôi còn có việc. Dịch Tử còn đang đợi tôi ở bên kia. Tôi lấy xe tiện anh đi nha. Không cần đâu, tôi sẽ đi taxi. Tạm biệt. Đồ ở Hồng Kông không hề rẻ. Một nơi nhỏ bé như thế mà lại tiêu hao nhiều tiền như vậy. Ai bảo lúc nãy anh tranh phần thanh toán. Đã tiêu hết tiền cơm của mấy ngày rồi. May mà còn có cô. Xem cô kia, chắc là cô không nỡ để tôi đói đâu ha. Anh có đói hay không thì liên quan gì đến tôi. À đúng rồi đội trưởng, anh cũng 40 mấy tuổi rồi phải không? 47 rồi. Vậy sao anh vẫn chưa kết hôn? Cô đoán xem. Đừng nói với tôi, vì anh là cảnh sát cho nên không thích hợp để kết hôn. Này, anh xem trong đội, trong cơ quan của chúng ta, hầu hết mọi người đều đã kết hôn rồi. Cô còn nói tôi sao? Nhìn xem, cô đã 26 tuổi rồi. Sao đến bạn trai cũng không có? Đừng nói với tôi là không ai theo đuổi cô đấy nhé. Cho dù có người theo đuổi thì cũng phải được tôi thích chứ. Này, đội trưởng, tôi nghĩ giữa anh với chị Thiệu không phải là mối quan hệ bình thường đâu. Này, cô đừng đồn thổi đấy. Cô ấy chỉ là bạn học cũ của tôi. Đừng quên, tôi cũng là một cảnh sát. Tôi cũng biết quan sát đó. Alo. Lão ca xuất hiện rồi. Để lấy được thông tin đầu tiên, Lôi Đình quyết định trực tiếp liên lạc với lão ca. Chào anh, mời. Được.
Anh cần thành phẩm hay nguyên liệu? Tất nhiên là nguyên liệu rồi. Tôi không có can đảm như vậy. Nếu nguyên liệu được vận chuyển qua, rủi ro sẽ ít hơn một chút. Khi Tân Đồng An của chúng tôi đi giao hàng, sẵn tiện giao hàng cho anh. Chỉ là chúng tôi có một vài yêu cầu. Anh có thể cho tôi thêm một số máy móc và thiết bị không? Người thông minh càng ngày càng nhiều nhỉ. Máy móc của chúng tôi giống như máy in tiền. Đài Loan hiện đã có người kiếm được hàng chục triệu rồi. Này ông chủ, giá bao nhiêu? Nói đi. Có tiền đương nhiên cái gì cũng có thể mua được. Nhưng đây là chất gây nghiện bị cấm. Trừ khi anh có anh em tìm được nguyên liệu. Nếu không thì cái máy này cũng vô dụng. Vậy chỉ có người Đài Loan mới có công nghệ này. Cái này tôi cũng không biết, tôi chỉ bán máy móc. Được rồi, tôi về suy nghĩ thêm. Nói sau nhé. Được, buổi chiều gặp lại. Lão đại, tôi nghĩ người vừa rồi là một cảnh sát đại lục. Công an? Đúng vậy. Anh chắc không? Chắc chắn. Nếu anh ta là cảnh sát, làm sao có thể như vậy? Lão đại, A Hoa đang theo dõi hắn. Tôi đã sắp xếp rồi. Mày kêu nó đi theo dõi sao? Đúng vậy. Tân Đồng An, mày là đại ca hay tao là đại ca? Nói, mày là đại ca hay tao là đại ca? Hôm nay anh là đại ca, nhưng ngày mai thì chưa chắc. Sao rồi, có tin tức gì không? Bên phía Tân Đồng An cử hai người qua đây, muốn thủ tiêu cảnh sát đại lục. Có đáng tin không? Không vấn đề gì. Anh có chắc là người của Tân Đồng An không? Chính mắt tôi nhìn thấy. Được rồi, tôi hiểu rồi. Một khi có tin tức, hãy lập tức báo cho tôi. Ok, tôi đi đây. Đội trưởng, tình hình thế nào rồi? Cảnh quan Phùng bảo chúng ta đợi cô ấy ở đây. Nhanh chạy đi. Đi. Diệp Tử, chạy mau. Cảnh sát đây, không được động đậy. Hai người ổn chứ? Không sao. Xem ra bọn xã hội đen ở Hồng Kông cũng không hoan nghênh chúng tôi. Alo. Ồ, hiểu rồi. Lão ca vừa bị giết rồi. Cái gì? Lão ca bị người ta giết ư? Vậy hành động ngày mai. Lão ca đã bị giết, còn có hành động gì nữa? Cảnh quan Phùng, có vẻ như chúng ta phải hợp tác khá lâu. Thank you.
Cảnh quan Phùng, chúng tôi đến để nói lời tạm biệt. Chúng tôi đã nghe chuyện người nằm vùng bị giết rồi. Cô cũng đừng quá buồn. Anh ta từng là tài xế của tôi, làm việc rất nghiêm túc. Sau đó bước chân vào thế giới ngầm. Anh ấy vốn dĩ muốn làm người tốt, muốn làm một người bình thường. Nhà anh ta còn có vợ và con nhỏ. Không ngờ. Cảnh quan Phùng, cô cũng đừng tự trách mình nhiều quá. Hôm nay tôi và đội trưởng Lôi sẽ trở về Thượng Lộ bình an. Tạm biệt. Tạm biệt. Mọi người xem đi, đây là loại thuốc mới. Từ những gì chúng tôi biết cho đến nay, loại chất gây nghiện mới này, đa số bọn tội phạm vẫn chưa nắm được kỹ thuật chế tạo này. Bây giờ điều chúng ta cần gấp là tìm ra kẻ đứng sau vụ này. Người này là ai? Người này đang nắm giữ kỹ thuật gì? Người chế tạo ra chất gây nghiện mới này. Nếu chúng ta không bắt được hắn, mọi người nghĩ xem, công thức điều chế kiểu mới này, nếu nó rơi vào tay những kẻ buôn bán ma túy, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Phải. Chúng ta phải tìm ra và phải triệt tiêu hoàn toàn nguồn gốc của chất gây nghiện. Nhưng Lôi Đình này, cho đến bây giờ chúng tôi không có manh mối gì. Nên bắt đầu điều tra từ đâu đây? Không có manh mối, không hẳn là sẽ thất bại. Tiểu Lưu phóng to hình ảnh ra. Mời mọi người xem hình ảnh này. Chiếc cốc trên màn hình này, tôi tìm thấy nó ở góc nhà máy hóa chất. Bên trong vẫn còn sót lại một chút. Đây là cái gì? Là tàn dư của hạt cau. Quả cau này, ở thế hệ của chúng ta, không ai có thói quen ăn những thứ này. Đội trưởng Lôi, ý anh là, tôi nghi ngờ là nó có trong thành phố của chúng ta. Và nó ở trong công viên công nghệ cao của thành phố. Diệp Tử, cô có nhớ không? Khi chúng ta điều tra ở Hồng Kông, lão ca nói cho chúng ta biết, những chiếc máy này đã được mua bởi một nhóm người Đài Loan. Nhưng công thức chế tạo thì sao? Và công nghệ tổng hợp chất gây nghiện đến từ đâu? Anh biết đấy, lão ca chưa bao giờ nắm được. Các cậu đừng quên, trong công viên công nghệ cao của chúng ta còn có một trường đại học. Đúng rồi, sao tôi không nghĩ ra? Ở trường đại học còn có phòng thí nghiệm chuyên môn và rất nhiều nguyên liệu hóa học. Nếu là ma túy trong phòng thí nghiệm của trường đại học, như vậy vừa tiện lợi vừa khó bị người ngoài phát hiện. Đúng vậy. Nhưng nếu chúng ta đến trường để điều tra vụ án này, tôi cảm thấy không ổn. Khuôn viên trường là một nơi đặc biệt. Nếu đến trường để điều tra vụ án, ảnh hưởng sẽ rất lớn. Phải. Vì vậy chúng ta phải cẩn thận. Lần này chúng ta phải khéo léo hơn. Mặc dù không phải hang hổ, nhưng cũng không phải là nơi đơn giản. Lôi Đình à, làm sao đây? Có ai thích hợp để chọn không? Đại học, cử ai đi đây? Nhìn tôi làm gì? Tôi có giống sinh viên đại học không? Này, tôi nghĩ đến một người chắc là sẽ phù hợp. Ai cơ? Xin chào, lấy xem đi. Cảm ơn chị. Xin chào. Vâng, xin vui lòng lấy xem giúp tôi. Cảm ơn anh. Này, cậu sinh viên kia, lên xe đi. Chuyện gì vậy? Đừng nói điều vô ích nữa. Trước tiên cùng chúng tôi về đội đã, trở về đội. Tôi đâu có phạm lỗi gì. Về đội gì? Nhanh lên xe đi. Chúng tôi đang vội. Này, có chuyện gì vậy? Ồ, đúng rồi, tôi vẫn chưa xin đồn trưởng nghỉ phép. Yên tâm đi, tôi đã giúp anh xin nghỉ phép rồi. Chạy đi. Cái gì? Để tôi đến làm việc trong đội cảnh sát hình sự. Đúng rồi, lần này e rằng thời gian lâu hơn lần trước một chút. Dài hơn nữa cũng không sao. Tại sao anh không chuyển tôi đến đây luôn đi? Tôi luôn muốn làm cảnh sát hình sự. Nếu cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này, vấn đề này có thể xem xét. Tôi còn tưởng anh có thành kiến với tôi. Tôi không có thành kiến gì với cậu. Muốn cậu đến đây là ý của cục trưởng Trương. Tuyệt vời, bây giờ cuối cùng cũng có thể vào được đội cảnh sát hình sự. Đến học hỏi thôi. Nếu cậu không có ý kiến gì nữa, cậu và Diệp Tử lập tức xuất phát. Chuyện bên kia tôi đã sắp xếp xong rồi. Được rồi. Được, chúng tôi đi đâu đây? Trường học. Trường học.